Hyundai Santa Fe giảm 70 đến 110 triệu đồng. Hyundai Santa Fe 2021, phiên bản tiêu chuẩn gồm 2.4 lít xăng hiện có giá 980 triệu đồng, bản 2.4 lít hiện có giá 1,035 tỷ đồng, tức giảm 20 triệu đồng tiền mặt so với giá niêm yết. Nguồn tin dò dỉ cho biết, hai phiên bản này còn rất ít tại đại lý. Bản 2.4 lít máy xăng cao cấp hiện có giá 1,112 tỷ đồng, giảm 73 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản 2.2L máy dầu cao cấp 2.2L hiện giờ có giá 1,171 tỷ đồng, tức giảm 74 triệu đồng so với giá niêm yết. Một vài đại lý mạnh tay dành ưu đãi 100 triệu đồng kèm phụ kiện chính hãng và bảo hiểm thân vỏ. Những chiếc Hyundai Santa Fe đời 2020 cũng giảm giá sâu tới 100 đến 120 triệu đồng ở tất cả các phiên bản. Khách hàng cần chú ý lựa chọn đại lý bởi đây không phải chương trình ưu đãi toàn hệ thống mà là chương trình riêng tại đại lý phụ thuộc vào số lượng xe tồn kho và chính sách bán hàng của từng nơi. Hyundai Kona giảm từ 35 đến 57 triệu đồng. Cũng chung mục tiêu đẩy hàng tồn, giá xe Hyundai Kona cũng giảm từ 35 đến 57 triệu đồng tại đại lý. Trong đó Kona 1.6 turbo giảm cao nhất 57 triệu, kéo giá xe giảm còn 693 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Kona 2.0 AT tiêu chuẩn hiện bán với giá 601 triệu đồng, tức giảm 35 triệu đồng so với giá hãng công bố. Bản 2.0 AT đặc biệt giảm còn 655 triệu đồng, tức giảm khoảng 44 triệu đồng. Honda CRV giảm từ 55 đến 100 triệu đồng. Trước sức ép của các đối thủ, Honda CRV chọn cách giảm giá để kích cầu. Những chiếc xe đời 2021 giảm từ 55 đến 60 triệu đồng so với giá niêm yết. Sau giảm giá, bản L chỉ còn 1,058 tỷ đồng, bản G chỉ còn 993 triệu đồng. Trong khi đó, bản L Vin 2020 giảm giá từ 80 đến 100 triệu đồng mức giảm này chủ yếu được áp dụng tại các đại lý ở Hà Nội. Nhiều chuyên gia nhận định, đợt giảm giá lần này ngoài kích cầu doanh số, các đại lý phân phối xe Honda dường như đang lúng túng với lượng hàng trong kho do cung vượt cầu. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm, doanh số của Honda CRV chỉ đạt 571 xe, thua xa đối thủ Mazda CX-5 hơn 1.500 xe. Honda HRV giảm 150 triệu đồng. Honda hr có mức giảm hấp dẫn nhất hiện nay khi dành ưu đãi lên tới 150 triệu đồng cho khách mua xe. Khách được tặng tiền mặt, gói phụ kiện chính hãng và bảo hiểm thân vỏ. Mức giảm này được ghi nhận tại một đại lý ở Hà Nội. Những đại lý khác ở khu vực miền Bắc cam kết giảm giá 130 triệu đồng cho khách mua Honda hr 2021, đi kèm với đó là quà tặng phụ kiện chính hãng, gói bảo dưỡng chính hãng miễn phí, bảo hiểm thân vỏ, dán kính cách nhiệt, tùy vào chính sách của từng đại lý. Honda hr 2021 có giá niêm yết 786 triệu đồng, cao nhất phân khúc. Sau ưu đãi, giá xe chỉ tương đương Hyundai Kona và rẻ hơn Toyota Corolla Cross. Mazda CX-8 giảm cao nhất 120 triệu đồng. Mazda CX-8 2021 Deluxe hiện có ưu đãi cao nhất lên tới 120 triệu đồng. Trong đó 70 triệu tiền mặt và gói nâng cấp trị giá 50 triệu đồng bao gồm bệ bước chân, ti chống capo, ba gơ mùi, ốp cản sau, cốp chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, những bản Premium AVKD Luxury Premium được ưu đãi với giá 55 triệu đồng, tặng tiền mặt 40 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá bán và gói bảo hiểm vật chất 1 năm trị giá 15 triệu đồng. Mazda CX-8 hiện có giá niêm yết từ 999 triệu đồng đến 1.259 tỷ đồng. Hiện tại, xe 7 chỗ gầm cao đang trở thành xu hướng quan tâm của người Việt nhờ ưu điểm vận hành linh hoạt, mạnh mẽ, bền bỉ, thích hợp với địa hình Việt Nam việc các mẫu suv đua nhau giảm giá sẽ phần nào giúp người tiêu dùng tiếp cận với dòng xe này một cách dễ dàng